Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Nóng Đất Việt, kênh cập nhật liên tục những tin tức mới nhất, chính xác nhất mỗi ngày. Quý vị nhớ like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chính có trong chương trình ngày hôm nay. Cán bộ giáo dục lạm dụng quyền hành để tư lợi, cần phải nghiêm trị. Yên Bái, Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải bị bắt vì gian lận bảo hiểm y tế. Tuyên phạt 38 năm tù vì các bị cáo dùng chứng minh nhân dân giả chiếm đoạt tiền của FE Credit. Khởi tố một giám đốc tội trốn thuế và phát hành trái phép hóa đơn. Cán bộ giáo dục lạm dụng quyền hành để tư lợi, cần phải nghiêm trị. Quý vị thân mến, thời gian qua, có nhiều trường hợp vi phạm quy định về đấu thầu trong lĩnh vực y tế, giáo dục khiến dư luận xã hội vô cùng bức xúc. Đặc biệt mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 42 về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện các dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục cho các trường mầm non, tiểu học quy định tại khoản 3, điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Trong cuộc trao đổi với tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó giáo sư Trần Xuân Nhĩ, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam nhận định, sai phạm này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngành giáo dục. Ở Quảng Ninh, còn có bao nhiêu cán bộ, có bao nhiêu ngôi trường, bao nhiêu giáo viên, học sinh và họ sẽ nghĩ gì khi cán bộ, người lãnh đạo đứng đầu không gương mẫu? Một người lẽ ra phải là tấm gương sáng ngời về đạo đức để học sinh và mọi người noi theo, thì chính anh lại tự làm xấu đi hình ảnh của mình. Làm lãnh đạo mà lạm dụng chức quyền để tư lợi cá nhân, không nghĩ đến xã hội, không nghĩ đến học sinh. Đạo đức tư cách kém thì không thể đào tạo được nguồn nhân lực phục vụ đất nước. Theo Phó giáo sư Trần Xuân Nhĩ, giáo dục là một lĩnh vực đặc biệt. Nếu để sai phạm xảy ra trong giáo dục, sẽ ảnh hưởng đến hàng ngàn con người trong hệ thống giáo dục, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và đặc biệt là những học sinh, nguồn nhân lực, chủ nhân tương lai của đất nước. Chúng ta vẫn luôn khẳng định, mỗi người thầy là một tấm gương sáng về đạo đức. Vậy thì người cán bộ, quản lý của một trường, một huyện, một tỉnh lại càng phải là tấm gương sáng hơn. Họ phải có tâm trong sáng, không làm những việc sai trái, không vi phạm pháp luật, không được lạm dụng quyền hạn, chức vụ để làm trái quy định, gây ra những thiệt hại lớn. Nếu sai phạm về đấu thầu ở một công ty thì mức độ tác động ảnh hưởng chỉ dừng lại trong phạm vi những cán bộ, công nhân viên trong công ty đó. Nhưng giáo dục là lĩnh vực có ảnh hưởng tới toàn xã hội. Câu chuyện giáo dục luôn gắn với vấn đề về đạo đức nên mức độ ảnh hưởng sẽ lớn hơn nhiều. Phó giáo sư Trần Xuân Nhĩ nhấn mạnh. Cũng theo thầy Trần Xuân Nhĩ, một người đứng đầu ngành nhưng vì lòng tham mà làm trái pháp luật thì không thể lãnh đạo những người khác. Họ có thể kéo theo cả một hệ thống hoạt động sai lệch, họ càng không thể thực hiện nhiệm vụ, sứ mệnh của ngành giáo dục. Và những cá nhân gây ra sai phạm đó chính là những con sâu làm dầu nồi canh, khiến xã hội nhìn nhận, đánh giá, hoài nghi và đặt ra nhiều câu hỏi cho giáo dục. Trên thực tế, đã có không ít câu chuyện những nhà giáo, những nhà quản lý giáo dục vướng vào vòng lao lý vì lạm dụng quyền lực, vi phạm pháp luật, đánh đổi đạo đức, lương tâm, trách nhiệm chỉ vì lòng tham. Năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lai Châu khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với hai cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu về tội tham ô tài sản. Họ đã ăn chặn 26,5 tỷ đồng từ tiền hỗ trợ chính sách cho học sinh nghèo. Năm 2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng nhận được cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị truy tố, xét xử với 3 đối tượng là nguyên kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Pư, nguyên thủ quỹ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Pư về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo đó, những cán bộ trên đã chiếm dụng, sử dụng sai nguồn kinh phí 2,8 tỷ đồng, nhà nước hỗ trợ cho 2.890 trẻ mầm non và 110 học sinh ở huyện Chư Pư. Và thời gian gần đây là những vi phạm quy định về đấu thầu trong lĩnh vực giáo dục. Phó giáo sư Trần Xuân Nhĩ cho rằng, những trường hợp vi phạm vì lợi ích cá nhân
lạm dụng chức quyền, làm điều sai trái như trên cần phải nghiêm trị để làm gương cho người khác, phải kiên quyết xử lý theo pháp luật. Đây cũng là bài học cho những người làm công tác quản lý. Người cán bộ, quản lý phải rèn luyện đạo đức, tư cách bản thân mình, phải lấy những câu chuyện đó để răn mình, phải luôn đặt lợi ích chung của tổ chức, của xã hội lên trên lợi ích của cá nhân. Người cán bộ không chỉ cần tài năng mà quan trọng là nhân cách, đạo đức. Phó giáo sư Trần Xuân Nhĩ nhận định, muốn đề bạt, bổ nhiệm một người vào vị trí lãnh đạo, quản lý thì phải nắm được quá trình hoạt động của người đó, phải soi xét trong quá trình hoạt động, họ có yếu kém gì không, đạo đức của họ thế nào, họ có đủ tư cách và có thực sự phù hợp với vị trí đó. Đặc biệt là cán bộ ngành giáo dục càng phải gương mẫu, xác định được sứ mệnh của chính mình, phải có đạo đức nhân cách tốt, thật tâm cống hiến vì học sinh, vì sự phát triển của giáo dục, đào tạo nên đội ngũ nhân lực tốt nhất cho xã hội, đất nước. Yên Bái, giám đốc bệnh viện giao thông vận tải bị bắt vì gian lận bảo hiểm y tế. Quý vị thân mến, ông Nguyễn Văn Giang, giám đốc bệnh viện giao thông vận tải Yên Bái, bị cáo buộc có liên quan vụ án gian lận bảo hiểm y tế xảy ra tại bệnh viện giao thông vận tải Yên Bái. Cơ quan cảnh sát điều tra, phòng cảnh sát kinh tế, công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Giang, sinh năm 1964, trú tại tổ 5, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, là giám đốc bệnh viện giao thông vận tải tỉnh Yên Bái. Cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Yên Bái cũng khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Thanh Huệ, sinh năm 1970, trú tại tổ 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, là trưởng khoa ngoại, bệnh viện giao thông vận tải Yên Bái để tiến hành điều tra về tội gian lận bảo hiểm y tế, quy định tại điều 215 Bộ luật hình sự. Trước đó ngày 24 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra, phòng cảnh sát kinh tế, công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án gian lận bảo hiểm y tế xảy ra tại bệnh viện giao thông vận tải Yên Bái theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 23. Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Yên Bái điều tra làm rõ. Đây là sự cảnh tỉnh cần phải tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra về công tác bảo hiểm y tế để không xảy ra tiêu cực, tham nhũng về lĩnh vực này, góp phần bảo đảm trật tự kỷ cương và an sinh xã hội. Tuyên phạt 38 năm tù vì các bị cáo dùng chứng minh nhân dân giả chiếm đoạt tiền của FE Credit. Quý vị thân mến, vừa qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa 6 bị cáo ra xét xử sơ thẩm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức. Các bị cáo gồm Hoàng Mạnh Tuyền, sinh năm 1992, trú ở xã Vân Du, Ân Thi, Hưng Yên, Nguyễn Quang Huy, sinh năm 1992, trú tại phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh năm 1991, trú tại xã An Đông, An Dương, Hải Phòng, Phạm Thị Lan Anh, sinh năm 1997, trú tại xã Đông Xá, Vân Đồn, Quảng Ninh, Nguyễn Đăng Hiệp, sinh năm 1996, trú tại phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, và Hoàng Đình Cường, sinh năm 1997, trú tại xã Vân Du, Ân Thi, Hưng Yên. Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2018, công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên FE Credit triển khai sản phẩm cho vay tiêu dùng thông qua các hợp đồng tín dụng bằng phương tiện điện tử sử dụng ứng dụng cho vay tự động SNAP. Tháng 4 năm 2018, khi làm cộng tác viên của công ty này trong lĩnh vực cho vay qua ứng dụng trên mạng Internet, Nguyễn Thị Thu Thảo, Phạm Quang Duy, Hoàng Mạnh Tuyền, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Đăng Hiệp và Hoàng Đình Cường quen biết nhau. Tháng 1 năm 2019, Thảo làm cộng tác viên về lĩnh vực tư vấn cho vay tiền thông qua ứng dụng SNAP của FE Credit, nên Thảo biết được những sơ hở của công ty tài chính này trong việc cho vay tiền. Đầu tháng 4 năm 2019, Thảo cùng Duy bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tìm mua chứng minh nhân dân của những người cùng độ tuổi với các đối tượng tại các cửa hàng cầm đồ, nhà nghỉ, sau đó thay ảnh của mình vào và dùng phần mềm Photoshop để tạo ra hình ảnh các chứng minh nhân dân mới trên máy tính.
khi tạo được các chứng minh nhân dân giả, các đối tượng ra các ngân hàng mở tài khoản hoặc sử dụng tài khoản cá nhân. Sau đó Thảo và Duy vào ứng dụng trên điện thoại để đăng ký phần mềm vay tiền SNAP của FE Credit, đồng thời điền thông tin trên các chứng minh nhân dân giả và hợp đồng tín dụng điện tử. Khi được giải ngân, Thảo, Duy ra các cây ATM rút tiền. Thấy chiếm đoạt tiền của công ty tài chính một cách dễ dàng, Thảo, Duy sau đó rủ các bị cáo trong vụ án cùng thực hiện hành vi gian dối cũng với thủ đoạn nêu trên. Bằng phương thức, thủ đoạn này, từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 6 năm 2019, các bị cáo đã nhiều lần thực hiện việc chiếm đoạt tiền của công ty tài chính FE Credit. Cụ thể, từ ngày 5 tháng 4 năm 2019 đến ngày 11 tháng 6 năm 2019, Thảo cùng Duy đã sửa chữa 3 chứng minh nhân dân và làm giả 8 hồ sơ của FE Credit cung cấp để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 170 triệu đồng. Từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 6 năm 2019, Hoàng Mạnh Tuyền làm giả 31 bộ hồ sơ, chiếm đoạt số tiền 775 triệu đồng. Trong đó có 2 bộ hồ sơ mang tên Lê Văn Duy và Hoàng Văn Duy, giải ngân qua Bưu cục Việt Nam, Post Đồ Sơn, Hải Phòng, thì Tuyền lên mạng xã hội thuê người rút hộ với giá 8 triệu đồng trên một hồ sơ. Quá trình điều tra, cảnh sát làm rõ tổng số tiền mà các bị cáo trong vụ án đã chiếm đoạt là 1,6 tỷ đồng. Sau khi xem xét hành vi phạm tội của các bị cáo, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Hoàng Mạnh Tuyền 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Quang Huy 14 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Nguyễn Thị Thu Thảo bị tuyên phạt 5 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức. Với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Thị Lan Anh bị tuyên phạt 3 năm tù và Nguyễn Đăng Hiệp, Hoàng Đình Cường cùng bị áp dụng 12 tháng tù. Vụ án trên cũng cảnh báo về những kẽ hở trong công tác quản lý cho vay mà các công ty tài chính cần khắc phục. Khởi tố một giám đốc tội trốn thuế và phát hành trái phép hóa đơn. Quý vị thân mến, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Xuân Nam, 40 tuổi, trú phường Hưng Chí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, về tội phát hành trái phép hóa đơn và tội trốn thuế. Nam là giám đốc công ty cổ phần Vũ Đại Nam, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Theo điều tra của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 12 năm 2019, giám đốc Nam ký hợp đồng bán đất, vận chuyển đất, cung ứng dịch vụ vận chuyển, cho thuê thiết bị công trình. Công ty này đã xuất 22 số hóa đơn, thuế, giá trị gia tăng với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 4,6 tỷ đồng. Số hóa đơn này Nam xuất cho 6 công ty trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nhưng không đăng ký phát hành với cơ quan thuế, không kê khai thuế, đồng thời không ghi chép trong sổ sách kế toán các khoản thu chi liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp tại chi cục thuế khu vực Kỳ Anh. Giám định thuế số 1147 ngày 31 tháng 5 của Cục Thuế Hà Tĩnh kết luận, công ty cổ phần Vũ Đại Nam sử dụng 16 số hóa đơn xuất cho các công ty khác nhưng không thông báo phát hành là hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Công ty cổ phần Vũ Đại Nam có phát sinh hoạt động kinh doanh và phát sinh doanh thu từ việc ký kết, thực hiện hợp đồng đã ký kết nhưng không nộp hồ sơ kê khai thuế cho chi cục thuế khu vực Kỳ Anh. Tổng số thuế công ty cổ phần Vũ Đại Nam đã trốn trong các năm 2018-2019 là hơn 868 triệu đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng là hơn 419 triệu đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 449 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra.